các bạn cho em một chiếc Honda 67. Đây là loại xe cổ, và chiếc xe này có thể giá trị nó cũng không thấp. Đây là loại xe nổi tiếng trước năm 1975, và những năm 90 thì nó là tài sản quý giá của một số gia đình. Nhưng mà hiện tại những cái loại xe liên danh giá rẻ và nhiều, cho nên Honda 67 không còn được người ta dùng để đi lại chính nữa. Nhưng mà bây giờ nó mang một cái giá trị cổ riêng. Và ta xem chiếc xe này. Đây, bình xăng và đặc trưng cái logo cánh én của hãng Honda. Chiếc xe này thì cũng đã được độ nhiều rồi, chứ nó không còn riêng nữa. Chúng ta thấy đây là cái đầu lồng nó là 97 cm khối. Như vậy là 97 phân khối. Rồi bình xăng con cũng là bình xăng con mới. Và phía trước thì người ta đổ thêm một cái đèn. Sau thì đổ từ một cái thùng chở hàng, và đây là nụ xì vỏ đồng đặc trưng của phong cách quân đội. Ở đây có một cái thiết bị để người ta đặt những cái phụ tùng và những cái ốc vít để có khi cần sửa xe trên đường. Đây là dây con. Honda 67 là loại xe con tay, chứ không phải là xe 4 số tới giống như những cái chiếc Honda sau này. Và đây cũng là một cái đặc điểm mang một cái phong cách riêng mà nhiều thanh niên lại thích đi xe con tay hơn là xe 4 số. Và như vậy ta vừa xem qua một chiếc xe Honda 67 của một người chơi. Dĩ nhiên là những người đam mê và chơi xe thì nói được chiếc xe này. Còn nếu như so với những cái xe bây giờ, ví dụ như Exciter hay là ngay cả Vision, thì chiếc này nó với 100 phân khối thì tốc độ thì nó không cao bằng, và xét về độ êm ái thì nó cũng không có bằng những cái xe hiện nay. Nhưng mà điều đặc biệt là nó mang một cái style riêng, và giá trị của nó thì cũng không hề rẻ. Ví dụ như những chiếc Quay cũ thì giá trị cũng phải cỡ 10 triệu, 10 tới 15 triệu. Nhưng mà như chiếc xe này thì giá trị cũng phải cỡ đó trở lên.